Thưa quý vị và các bạn, tại phiên thứ nhất của hội thảo với chủ đề đánh giá thực trạng thị trường sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch của Ninh Bình, các đại biểu nhận định sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch của Ninh Bình tuy có sự gia tăng về số lượng, cải thiện về chất lượng, song số lượng quà tặng còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa mang nét đặc trưng của tỉnh, còn đơn giản về mẫu mã, nghèo nàn về chủng loại và chưa tạo được dấu ấn thương hiệu để hấp dẫn du khách. Chia sẻ kinh nghiệm phát triển quà lưu niệm ở một số quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam nhận diện những nét tương đồng, những khó khăn trong phát triển thị trường quà tặng du lịch tại Hà Nội, các đại biểu đề xuất tỉnh cần có những biện pháp khuyến khích phát triển ngành hàng quà tặng du lịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân, khẳng định bản sắc văn hóa quê hương. Tỉnh cũng cần chú trọng xây dựng câu chuyện văn hóa cho các sản phẩm quà tặng du lịch, đưa giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô lên các sản phẩm, từ đó giúp tăng giá trị, tạo sự khác biệt cho sản phẩm lưu niệm của tỉnh. Tập trung khảo sát đánh giá lựa chọn phát triển các làng nghề, kết hợp du lịch, chú trọng xây dựng thương hiệu cho từng làng nghề, nghệ nhân. Cần có chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến, sản phẩm, xử lý môi trường, đầu tư cơ sở, hạ tầng, giao thông, phát triển dịch vụ hỗ trợ tại các khu, điểm du lịch. Đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng chia sẻ, cách làm riêng của mỗi đơn vị trong lựa chọn phát triển các sản phẩm quà tặng du lịch, khai thác đúng tiềm năng thế mạnh gắn với đặc trưng văn hóa lịch sử địa phương. Chúng tôi cũng nhìn thấy cơ hội rất lớn để có thể đồng hành cùng ngành du lịch tỉnh nhà. Chúng tôi dự kiến phát triển một số mặt hàng quà tặng du lịch song song với sản phẩm hiện tại. Những sản phẩm này không chỉ nhằm đích tăng doanh thu doanh nghiệp mà còn góp phần tạo dấu ấn riêng, lan tỏa hơn hình ảnh về đất nước con người Ninh Bình đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại bánh được làm từ dứa với dây chuyền chế biến hiện đại, chất lượng cao, mẫu mã bao bì bắt mắt, thể hiện được dấu ấn quê hương Ninh Bình, vừa đáp ứng được giá trị ẩm thực, dinh dưỡng cùng mang bản sắc của vùng đất đồng giao, phục vụ nhu cầu quà tặng du khách quốc tế. Đề cập những khó khăn còn gặp phải, đại diện doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh một số giải pháp để gỡ khó, thúc đẩy phát triển thị trường quà tặng du lịch như tỉnh cần tổ chức các cuộc thi về sản phẩm và dịch vụ phục vụ du lịch, hỗ trợ địa điểm bày bán sản phẩm chuyên nghiệp tại các điểm du lịch trong tỉnh, tăng cường các dịch vụ phục vụ du lịch, truyền thông qua các kênh mạng xã hội, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ tài chính và chính sách thuế ưu đãi. Cho rằng sản phẩm quà tặng quà lưu niệm của tỉnh Ninh Bình còn chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số mặt hàng được bày bán, giới thiệu, mẫu mã còn đơn điệu, chưa đa dạng. Sản phẩm quà lưu niệm gắn với biểu trưng văn hóa của tỉnh còn ít. Lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng đề xuất tỉnh cần quan tâm hỗ trợ và phát triển các làng nghề truyền thống. Thứ nhất là giúp cho các làng nghề về cái xây dựng các cái trang thông tin điện tử. Thứ hai là hỗ trợ tính liên kết giữa các cái cơ sở làng nghề. Cái thứ ba là có cái chính sách ưu đãi để chỉ đạo các ngân hàng, nhất là ngân hàng nông nghiệp chẳng hạn, có cái chính sách nào để giúp cho cơ sở có cái hỗ trợ để cho các cái làng nghề mà di chuyển ra để không ảnh hưởng đến môi trường và để cái tiền thuê đất nó vừa phải thì người ta mới tiếp tục được. Các cái làng nghề chúng ta khi mà thiết kế các cái sản phẩm thì chúng ta mỗi cái sản phẩm chúng ta phải xây dựng được cái câu chuyện văn hóa lịch sử cho cái từng sản phẩm quà tặng.